cũng về Đồng Tháp rồi. Giờ thì chị nghĩ tôi về đâu nữa? Chị nghĩ tôi về đâu? Chị nghĩ tôi về đâu? À! Nghe bà hỏi. Nhưng mà tới mà. Trời ơi, ta cho đồ mà còn không giữ nữa. Ở phía trước màn hình tất cả bà con cô chú là người mẹ điên đang đi tới. Thì Thảo cũng có liên hệ gia đình rồi, nhưng mà không biết là gia đình có đến không, thì cái đó là do cái gia đình. Bây giờ chủ yếu là mình giữ chân của chị lại mà để mà tìm cách đưa chị về một lần nữa. Nhưng mà lần này thì không biết sao chứ sáng giờ là Thảo thấy là chị rất là dữ luôn. Rất là dữ. Đậu chả đòn hả? À? À. Ăn không vậy? Mua cho chị ăn nha. Ăn rồi hả? Là cái cánh cửa này có bên đường. Đợi, lên cái thì lên cái cho chị đi. Rồi trời, đi kiểu này mà chết nhỏ luôn. Cái nhiêu anh? Này dễ quá ha. Nè, ăn miếng đi chị để nó đói đó. Rồi đi hoài cho tội nghiệp nhỏ. Phải chị tiền. Ta ăn rồi mà cái nhiêu ta ăn hoài vậy đó, ăn rồi hết thôi. Cho đứa nhỏ. Cho đứa nhỏ ăn. Dạ quá, đứa nhỏ nhét hoài chứ nữa chứ. Trời ơi đi hoài. Trời ơi, tội nghiệp mới nhỏ quá quý vị ơi, quý vị. Kính thưa mọi người, thì hiện tại là bây giờ là chị Tiền đang bồng đứa nhỏ, đang đi phơi nắng. Giờ này là khoảng 12 giờ trưa quý bà con. Đó mà đi từ sáng tới giờ là mấy chục cây số, không ngưng, không mà không ngừng nghỉ luôn, không uống nước luôn. Để mình đưa tàu hũ cho chị ăn, không biết là chị có ăn không nữa mọi người. Cho nó ăn cái đi chị ơi, đói bụng quá. Trời ơi đi hoài chết nhỏ luôn rồi. Sao đi hoài vậy? Điện kêu mẹ chị qua rước nha. Nha. Chị Tiền. Điện kêu mẹ chị qua rước nha. Bọng nó kìa, đổ mồ hôi trơn kìa. Chị Tiền. Trời ơi, đi hoài chết nhỏ luôn rồi. Không mấy em cho tiền nè. Chị Tiền. Ê. Nè, lấy cái bánh luôn đi. Lấy tiền chứ không lấy bánh á. Trời ơi, giờ này mà nắng chang chang nhưng mà đi nè, công nhận thiệt mọi người ơi. Ui. Theo quá sớm ơi, giờ muốn mệt luôn. Muốn xỉu luôn. Đi hoài vậy luôn trời. Kiểu này là không biết chị sẽ đi về hướng nào nữa đây. Trời ơi thấy tội nghiệp. Ơi. Nè đội nón cho nó đi. Trời ơi gọi Dục luôn. Dục có nấu luôn rồi. Rồi cái thưa mọi người, giờ này là 11, 12 giờ trưa mọi người. Để nhỏ chan chan cái đầu vậy nè chàng ơi. Ôi. Đi hoài kiểu này chắc chết nhỏ luôn quá bà con ơi. Nghe chú ơi. Chị cô ơi, rồi mình nhắm mình qua được không cô? Hay là bỏ chị luôn? Qua mà ăn cái bây giờ đã chắc chú đi chưa lần kia chú có gì đợi nó bây giờ nè. Kêu xe đi nó đi làm nóng chú có gì đó. Chị Tiền, mẹ chị nói chuyện nè. Mẹ chị nè. Nè alo. Alo, nè chị Tiền đây nè. À, nói. Nè không nói đi, nói đi. Nè, kệ nè nói đi. Nói đi. Nè. Không chịu nói chuyện. Không chịu nói chuyện. Nè.
Nè, mở lò đó rồi nói chị đi. Rồi nãy giờ là chị đi theo tôi mà chị nói nó có 100 ngàn à, chị đưa hay không á là tôi thiếu nó có 200 ngàn. Đặt bước qua đây ngày hôm nay có 2 ngày và 3 ngày thôi, ngày hôm nay chiều nay nữa là 3 ngày gõ gạch phải không, gõ gạch thôi chị với vợ anh Sơn á. À, mặt đó là mặt vợ Sơn là chờ cô Binh có hằng vậy thôi đã, cũng giết con bán nó ra mía vậy thôi. Kìa kìa bác, tôi bây giờ tôi cũng về Đồng Tháp rồi. Giờ thì chị có tôi về đâu nữa, chị có tôi về đâu, chị có tôi về đâu hả? À, kìa bà hỏi thiếu bà Tám á, thiếu bà Tám, chị nói thiếu bà Tám gì kìa. Đi về đường này, đi về đường này, đi về đường này, nói gì với bà Tám. Kìa nó thiếu bà Tám, kìa cổ kêu chị về. Rồi 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 chị đi về xuống đi. Trời ơi quá dữ quá trời dữ rồi cô ơi. Đi xe đi đò qua tôi qua liền. Có mẹ mới được. Có mẹ nó không mất. Để cô rước cổ đi, để cổ đi qua biên giới là nguy hiểm lắm đó nghe. Dạ dạ đi liền. Để kêu thằng cháu lên, để đợi cái gì nè, nãy giờ đợi nó mất làm đây. Chỉ lỗi mà lạc qua biên giới là mệt lắm á, không có rước về được đó. Nó giờ ở cho đóng hiện tại giờ nó đâu chú? Thì ở vòng vòng ở Châu Đốc á cô, chứ bây giờ mà mấy con đeo theo hoài sao chịu nổi, cô đi hoài vậy đó mà sáng giờ là không ngưng lại luôn. Bồng nó nhỏ đi nắng chang chang. Chứ mà xấu chứ bà bán nó nói gì á, nói thôi bà có đưa nó bán. Nó bán không ấy gì đâu chứ bà đừng dằn dặt nó lặn nó không có được, mấy lặn nó đi 10 gà chưa trở lại. Kỳ thôi. Rồi bữa hổm sao mà bữa hổm sao mà không ở dưới bệnh viện đi mà sao mà lại đi trời ơi, người ta cho đồ mà còn không giữ nữa. Quá trời rồi. Vậy không đó. Ta cho nón cho đồ cho đội cho con mình mà còn không giữ kiểu đó đó. Rồi ai mà dám giúp nữa. Trời ơi. Em không có dám lại gần. Thôi kệ đi. Giúp gì được rồi, cảm ơn anh. Quá trời không dữ rồi. Quá trời dữ rồi. Kìa kìa lấy hộp sữa chị Tiền ơi. Lên xe. Khoan từ từ từ, khoan từ từ. Lên. Ừ. Rồi tắt máy đi. Lên thì lên. Chở lên. Cứ lên rồi mà. Chở thì lên. Chở chị xuống dưới Châu Đốc chỗ nào đặng em biết. Cháu Hồng Ngự không biết cái gì ạ. À? Thôi giờ xuống dưới chỗ công viên này ha. Rồi công viên thì đây. Rồi lên xe nó chở về. Rồi lên gì nè. Chạy đi, rồi, có rồi, gì rồi, đâu rồi, sao. Rồi, đó. Rồi, leo lên. Rồi, leo đây đi. Từ từ nha, khoan từ từ. Rồi, leo lên quá anh. Không có sao đâu, chạy đi, không sao đâu. Từ từ, dịnh. Bà kéo thai nữa. Đây, rồi, từ từ. Chạy từ thôi nha. Xuống dưới công viên đi, ở công viên đi. Chạy từ thôi nha.
anh ơi. Hey, hello. Kính thưa mọi người, thì sau một hồi thuyết phục chị thì đã chở chị xuống, chuẩn bị đi xuống Châu Đốc đồng một hồi cho gia đình qua đón chị. Quý vị ơi, trời ơi chị rất là dữ nha, nhưng mà cũng anh em cũng cố gắng nha. Trời ơi, bé nó cười dễ thương kìa không mọi người. Chị đó mà đi theo người mẹ đi cái này là chết luôn. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ, nó con trai nha, tại em mẹ mặc cái bộ đồ con gái, đội cái nón, hồi nãy người ta mới cho cái sữa mà phải giục bỏ, còn chội ngược lại ta nữa quý vị. Hiện tại là anh Kiên đang chở hai mẹ con xuống dưới công viên để hồi cho gia đình người ta qua đón. Trời ơi, thuyết phục gần chết luôn, rất là khó. Chi tiền này thì mình nghĩ là do cú sốc tiền bạc gia đình, thấy cái người chồng mình như là không có quan tâm vợ mình, hai đứa con thế. Rớt cái nón này. Để mình lấy cái nón này.